Phúc trình thay đổi khí hậu của IPCC, tin từ Stockholm. Các nhà khoa học khí hậu hàng đầu trên thế giới đã nói rằng họ chắc chắn nhân loại đang đứng trước nguy cơ hâm nóng toàn cầu và ảnh hưởng của khí thải gây hiệu ứng nhà kính sẽ ảnh hưởng tới nhân loại trong nhiều thế kỷ. Ủy ban Liên Chính phủ và Thay đổi Khí hậu hay IPCC đã bác bỏ nghi ngờ đối với sự thay đổi khí hậu địa cầu, nói rằng sự thay đổi chậm trong 15 năm qua là nhờ nhiều yếu tố, nhưng trong trường kỳ sẽ gặp nhiều hậu quả, nhiều làn hơi nóng hơn, nhiều ngập lụt hơn và mặt biển dâng cao hơn, nước đại dương có nhiều chất axit hơn, đe dọa nhiều loài hải sản. Ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi chính phủ các nước phải kết thúc bản hiệp ước chống thay đổi khí hậu vào năm 2015. Ông Rajendra Pachauri, là chủ tịch của IPCC, nói rằng kể từ năm 1950, sự thay đổi diễn ra chưa có tiền lệ, khí hậu và nước đại dương ấm lên, một số lượng lớn băng đá biến mất, mực nước biển dâng cao và khí thải gây hiệu ứng nhà kính càng đậm đặc. Bản phúc trình của IPCC trong năm nay cũng có thể gặp sự chỉ trích như bản phúc trình vào năm 2007 đã tiên đoán sai về sự tan chảy của băng hà trên dãy Hy Mã Lạp Sơn. Những người hồ nghi cũng nói rằng, thực tế trong thời gian qua, nhiệt độ đã thay đổi chậm so với mức độ gia tăng của khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Bản phúc trình nói rằng, nhiệt độ trong thế kỷ này có thể tăng thêm 4.8 độ C, nhưng có thể giữ chỉ tăng 0.3 độ C nếu cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Bản phúc trình cũng nói rằng, mực nước biển đã dâng lên 19 phân trong thế kỷ thứ 20, sẽ dâng cao thêm từ 26 phân tới 81 phân trong thế kỷ này, đe dọa cho nhiều vùng duyên hải, từ Thượng Hải cho tới San Francisco.